Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Bệnh viện ban ngày. Không phải cô thích tiền lắm à? Anh. Nếu còn cố lần sau, đừng trách tôi không niệm tình cũ. Chân thật, cứ chờ đấy cho tôi. Phòng bệnh của lão Trần, phòng cao cấp ban ngày. Tiểu thạc, số tiền này. Mẹ yên tâm đi, tháng này hiệu suất của con không tệ, lên công ty phát tiền thưởng đấy ạ. Thật à? Tất nhiên là thật. Con đã bao giờ lừa mẹ ai chưa? Cũng may mình có luyện kim phù mà hệ thống thưởng cho lúc trước. Khách hàng thân mến, tài khoản số đuôi 0525 của ngài vào lúc 15:26 được chuyển vào 3.320.000 tệ. Ơi, hơn 3 triệu cơ à? Trần tiên sinh, sau này ngài muốn giao dịch vàng tiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi, chúng tôi sẽ ra giá cả cực kỳ hợp lý. Được, ngài đi thong thả. Có hệ thống trong tay, bước lên đỉnh cao của đời người không còn là giấc mơ nữa. Phải rồi, mẹ. Số tiền này mẹ cầm lấy đi, dùng nó mua chút đồ dinh dưỡng tốt cho ba, bồi bổ thân thể nữa nhé. Tình trạng của ba con đã ổn định rồi, ba mẹ không cần xài gì đến tiền đâu. Bây giờ sự nghiệp của con chỉ mới khởi sắc, lúc nào cũng cần xài tiền, giữ lại cho mình đi đã. Mẹ, chỗ con vẫn còn tiền, bây giờ ba mới đỡ hơn một chút, cần bồi bổ cơ thể. Nếu không nỡ lại đổ bệnh thì phải làm sao? Thằng bé này. Mẹ, khoảng thời gian này trước mắt xin nhờ mẹ chăm sóc ba giùm con. Xin túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thăm hỏi hàng Nga đúng thời hạn. Thăm hỏi hàng Nga nhận được hào cảm của cô ấy, còn chụp được dáng múa của hàng Nga, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng sẽ phong phú lắm đó. Trong một con hẻm buổi trưa, chỉ cần có thể khiến cho hàng Nga tỉ tỉ vui vẻ, làm gì cũng thấy đáng. Tuy rằng bây giờ cơ thể là luyện thể đỉnh cao, nhưng xách nhiều đồ như thế này đúng là bất tiện quá. Và rồi hệ thống, trong thương thành có món đồ gì có thể gom đồ gọn gàng vào hay không? Có đó. Vật phẩm nhẫn chứa đồ sơ cấp, giới thiệu, thiết lập như một không gian chứa đồ, có thể chứa các vật phẩm, chú ý không thể nào mang những vật phẩm sinh hoạt, giá thành, 5 triệu điểm khen thưởng. Vậy có phải là thuận tiện hơn rồi hay không? Có đi vào Quảng Hàm Cung hay không? Có. Quảng Hàm Cung ban ngày. Hệ thống kia, lần sau lúc người vận chuyển có thể nhẹ nhàng một chút hay không? Ta sẽ cố gắng.
Chắc hẳn đây chính là Quảng Hàn Cung phải không nhỉ? Ơi, sắp được gặp hàng Nga tỷ tỷ ở trong truyền thuyết rồi, không biết rốt cuộc cô ấy trông như thế nào nữa. Hàng Nga tỷ tỷ, hắn là loại thục nữ dịu dàng thùy mỹ hả? Tiểu Ngọc Nhi, hôm nay là sinh nhật của người. Xem món quà ta tặng cho ngươi nè có thích hay không? Chẳng lẽ cô ấy chính là Hằng Nga? Thì ra, em gái Hằng Nga ở trong truyền thuyết là trông như thế này à? Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ. Ngươi nà. Chuyện này ta không có ý xông vào đâu. Ta là nữ khách du hành 3.000 thế giới, trùng hợp lần này là đi đến thế giới mới. Vì bị hoàn cảnh của cô, hoặc vì bị hoàn cảnh cô tịch ở đây thu hút, nên đã không kìm lòng được mà vô thức đi vào. Cô tịch, thật sao? Nếu có gì đắc tội, xin cô lương lượng thứ. Người này vậy mà lại không có pháp lực, vậy rốt cuộc làm sao hắn đến được Quảng Hàn Cung? Người thật sự là nữ du khách du hành 3.000 thế giới hay sao? Vì để bù đắp cho sự quấy rối vừa rồi, ta có thể giải đáp khúc mắc cho người. Sao mình thấy mình như là thần côn ở đây lừa gạt bé gái trong sáng vậy trời? Thần côn là từ mang nghĩa xấu châm biếm chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng hoặc là có năng lực siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Giải đáp, vậy thế giới bên ngoài trông như thế nào? Ơi, thành công, xem bộ dạng mình đã thành công gợi sự chú ý của cô ấy rồi. Thế giới bên ngoài, xe cộ tấp lập, lơi lơi đều có nhà cao tầng nữa. Vậy có đồ ăn ngon hay không? Chuyện đó thì đương nhiên, có lẩu này thịt nướng này, đồ ăn căn bản, đồ ăn bản xứ. Các cô gái như người sau khi ăn uống no say, còn có thể cùng các chị em đi dạo phố mua sắm nữa. Và lại lúc đi chơi bên ngoài, còn có thể dùng cái này chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất ở trong chớp mắt. Thì ra thế giới bên ngoài lại tốt đến vậy. Nếu ngươi thích, bất cứ lúc nào ta cũng có thể dẫn ngươi đi chơi. Đáng tiếc. Không được Ngọc Hoàng Đại Đế cho phép, thì ta chỉ có thể ở lại ở trong Quảng Hàn Cung mà thôi. Dù là tiên nữ thì đã sao? Quanh năm một thân một mình ở đây, ngay cả một người để trò chuyện cũng không có. Nào, ăn chút đồ đi, rồi tâm trạng của ngươi sẽ tốt hơn đấy. Mấy thứ này biến từ đâu ra vậy? Đây là bí mật. Nếm thử đi, đây là khoai tây chiên, vị của nó không tệ đâu. Ơi, cái này ăn ngon quá. Không ngờ Hằng Nga muội muội lại là một cô bé thích ăn vặt. Nguy rồi, lần này vứt hết mặt mũi rồi. Vậy mà ta lại vì đồ ăn ngon mà làm trái hình tượng như vậy, thật ngại quá. Đồ ăn ngươi cho thật sự là rất ngon, trong chốc lát ta không kìm nén được vội lên. Ngươi cũng đáng yêu quá đi mất. Ta thế này có phải là rất thất lễ hay không? Sao như vậy được? Như thế mới là đáng yêu thật sự chứ. Nếu người thích ăn, ta vẫn còn rất nhiều. Người đang làm gì vậy? Hình ảnh đẹp đến thế này, phải chụp lại bất cứ lúc nào có thể chứ. Thật ra điện thoại di động, ngoài chụp ảnh quay phim, còn có rất nhiều chức năng khác nữa đấy. Có cơ hội ta dạy cho ngươi chơi nhé. Được. Không hay rồi, ngươi mau trốn đi. Coi bộ ngươi tìm được muội muội mới rồi nhỉ? Ơi, cái đó.
chơi điện thoại trong giờ làm việc à? Coi chừng tôi báo với bộ trưởng nha. Ồ, là cậu đấy à? Thằng nhãi, không phải chỉ có một cái video đột nhiên hot thôi à? Có cái quái gì mà kiêu ngạo thế chứ? Chị Long Tuyết bảo cậu đến văn phòng của chị ấy một chuyến đấy. Biết rồi. Trong nói, trong lúc vô tình cậu đã quay được một đoạn video hot. Phải đấy bộ trưởng. Bây giờ công ty đang ở thời kỳ phát triển, cần CPA gấp. Vậy nên sau này tài khoản của cậu phải giao cho công ty sử dụng. CPA là để chỉ chi tiêu ít tiền hơn và đạt được kết quả tốt hơn. Xin lỗi bộ trưởng, chuyện này là không được. Hiện tại cậu chỉ là một thực tập sinh, rõ ràng là năng lực và kinh nghiệm còn chưa đủ. Chỉ có giao tài khoản cho công ty mới có thể khiến nó sốt dẻo lâu dài được. Bộ trưởng, tài khoản này là tài khoản cá nhân tôi trước khi vào công ty. Các người không có quyền thu đồ của tôi. Ơi, muốn cướp công trắng trợn hay sao? Lại còn coi tôi là quả hồng nát dễ dàng bắt chẹt trước đây à? Ơi, xem ra cậu không muốn nộp lên rồi nhỉ? Bọn tôi cũng đâu phải là loại người thô lỗ gì đâu. Chỉ cần cậu giao lên đăng nhập ra chứng nhận thực tập của cậu, chị Long Tuyết sẽ dễ dàng cho cậu thông qua. Cậu cũng có thể làm việc ở đây xuôi trèo mát mái rồi. Nếu tôi không giao ra thì sao? Không giao cũng không sao. Nhưng cậu phải biết chứng không thể nào trọi với đá. Chỉ cần tôi không muốn cậu sống thoải mái thì có cả triệu cách để cậu nặng, thì có cả triệu cách để làm điều đó. Tôi khuyên cậu vẫn nên nghĩ cho kỹ đi. Chỉ cần cậu giao tài khoản ra, tiền lời chúng tôi có thể chia cho cậu một phần. Là lợi hay hại, tự trong lòng cậu hiểu rõ. Đừng vì trẻ tuổi nhất thời tùy hứng mà cắt đứt con đường tốt đẹp của mình. Cảm ơn ý tốt của các người. Đường tôi đi thế nào? Không cần hai người phải bận tâm. Video của tôi còn chưa cắt xong, không còn việc gì thì tôi đi trước đây. Trần Thạc, hôm nay nếu cậu không giao tài khoản ra đây, thì cậu thu dọn đồ đạc ngay đi cho tôi. Ồ, trông các người mang hình người, nhưng hành xử thua cả con chó. Những chuyện con người hay làm, sao không thấy hai người làm nhỉ? Tiểu tử thối, mày nói gì? Trần Thạc, cậu dám ra tay đánh người? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao mình lại bị văng ra không lý giải được vậy? Mắt chó nào của cô nhìn thấy tôi đánh người? Cậu? Hơn nữa, rõ ràng là cậu ta đứng không vững. Cô đừng vì không cướp được tài khoản của tôi, nhục quá hóa giận. Sau đó, cái body ở nào cũng chụp lên đầu của tôi chứ. Cậu bị khai trừ rồi. Bây giờ thu dọn đồ đạc cút ngay cho tôi. Đúng phải cái thứ không có liêm sỉ. Công ty này, ông đây không muốn ở lại lâu rồi. Đơn từ chức. Không cần làm việc nữa hả? Làm gì vậy? Cả đám người cãi nhau chí chóe. Vương Tổng, ngài đến rất đúng lúc. Ngài mau phân xử đi ạ. Cậu ta là đồ ăn cháo đá bát. Rõ ràng là nhóm chúng tôi cùng nhau làm ra video hot đó. Nhưng bây giờ cậu ta lại muốn độc chiếm công nào. Tôi cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cho công ty mà thôi. Ai dè Trần Thạc tức điên lên ném thư từ chức về phía của tôi. Thậm chí còn làm tôi bị thương. Cái gì? Đáng đời, lần này xem mày làm sao mà phát điên được nữa. Hóa ra cậu chính là Trần Thạc đấy à? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hả? Chuyện này sao? Sao lại như vậy? Tôi đã nghĩ rất kỹ. Để làm sao đối đầu với hai tiện nhân này, bất thình lình Vương Tổng lại lấy lòng. Vậy mà lại khiến tôi có hơi khó xử không biết phải làm sao nha. Vương Tổng, ông có phải là lầm rồi không? Rõ ràng là tiểu tử này ra tay đánh người. Sao ông còn? Tôi cần cô dạy tôi làm việc hay sao? Ngô!
Đừng tưởng tôi không biết mấy chuyện hai người đã làm, lát nữa tôi sẽ xử hai người sau. Không ngờ công ty chúng ta lại có một kỳ tài như vậy. Thật là vinh dự của Vương Mỗ. Đâu có, người lặng lời rồi. Sau này chỉ cần cậu quay clip, công ty của chúng ta trực tiếp quảng cáo cho cậu ở trên các web lớn. Cho nên cậu có thể thu đơn từ chức lại không? Chỉ cần cậu ở lại công ty của chúng ta, thăng chức thêm lương cậu cứ nói. Bây giờ Trần Thạc ở trong giới clip ngắn ai cũng biết, người hot như vậy ta không thể nào dễ để cậu ấy đi như vậy được. Bây giờ lão tổng khách sáo với mình, chẳng qua là nhìn trúng danh tiếng của mình lúc này. Nhưng một khi mình không còn hot nữa, có lẽ mình cũng sẽ bị ông ta vứt đi không chút lưu tình. Hơn nữa bây giờ, mình cũng cần nhiều thời gian tự do hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nâng cao tu vi. Vương Tổng, lúc này Long Bộ trưởng phê bình tôi một phen. Cô ấy nói năng lực của tôi không được, không xứng ở lại công ty. Ơi, sau khi tôi suy nghĩ, cảm thấy cô ấy nói cũng không phải là không có lý. Dù sao tôi năng lực không đủ, lại không có thực lực. Tôi nói lời này khi nào chứ? Cậu đừng ngậm máu phun người. Đáng ghét, Trần Thạc tiểu tử này còn học cách đánh ngược một phen. Cô im miệng cho tôi, đứng ở đây na lối với tôi. Trần Thạc à, cô ta nói bừa, cậu đừng để trong lòng, năng lực bây giờ của cậu, đó là mạnh nhất công ty chúng ta rồi. Cậu còn không được thì ai được chứ? Nhưng Vương Tổng, tôi đã hạ quyết tâm, mong ông đừng làm khó tôi nữa. Này, nếu thái độ của cậu kiên định như vậy, vậy tôi cũng không làm khó người nữa. Sau khi làm xong thủ tục từ chức, cậu có thể rời khỏi. Danh tiếng của Trần Thạc bây giờ không giống lúc trước. Nếu còn tiếp tục dây dưa chọc giận hắn là không tốt. Cảm ơn Vương Tổng. Vương Tổng. Run cái gì mà run, hai người chẳng phải rồi nắm hay sao? Nếu không phải hai người ở đây tác quái, thần tài của tôi cũng sẽ không đi như vậy. Bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc cút cho tôi. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy hai người ở thành phố Thịnh Hải. Dạ. Nếu không phải là hai yêu ma quỷ quái, quỷ quái đó lúc nãy gây rối. Clip của Hằng Nga muội muội sớm đã cắt xong rồi. Xác định đăng. Thật là tuyệt quá. Công ty à, mau mau, hắn lại đăng clip mới rồi. Mau sắp xếp chỗ hot nhất cho hắn, lập tức liên lạc với hắn ngay. Được boss. Công ty B, nhớ, chỉ cần có thể ký được hắn, bao nhiêu tiền cũng chẳng sao. Được ông chủ, tôi biết rồi. Ơi, không ngờ tôi lại chiếm được một dãy đầu. Chị gái nhỏ xinh quá, thích thật. Với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, chỉ cần chiếm vị trí dãy đầu này, bình luận này của tôi chắc chắn là có thể hot. Ngoài ra, mong các tác giả cập nhật thêm clip nhân vật chính lần nữa. Nhân vật chính lần trước, khí chất này đúng là vô địch. Giống như là trong thần thoại vậy, đây là tiên nữ hạ phàm. Không ngờ lần này tốc độ hot còn nhanh hơn so với lần trước. Mới 10 phút, đã hơn 20 vạn like rồi, tốc độ này cũng đáng sợ thật. Lâm Hạo Đồng, bạn già, chúng ta đã sắp 4 năm không gặp rồi, chi bằng nhân quốc khánh mở hội bạn học sinh nhận. Mở hội bạn học sao hả? Được đó, tôi không có ý kiến. Ơi, nếu Lâm ca tổ chức thì tôi đi. 4 năm đều không có động tĩnh, hôm nay sao đột nhiên nhớ ra mở hội bạn học vậy? Ơi, chắc là phần nhiều nào để so sánh, giải ngầu với nhau. Đậu tử. Cho lên. Trịnh Nhạc Tiêu này lại là ai vậy?